Cuốn sách với tựa đề Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông ra mắt bạn đọc sẽ gợi mở những điều gì trong việc học tiếng Anh đem lại hiệu quả cao cho các bạn học sinh. Cuốn sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông quốc gia ra đời trên cơ sở kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này và dựa trên cơ sở phương pháp học tiếng Anh theo phong cách của người Do Thái, giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và ôn luyện tiếng Anh một cách đầy đủ hiệu quả. Cuốn sách đã được nhà sách MC Book giới thiệu đến các học sinh trung học phổ thông nhằm chuẩn bị cho các em hành trang tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tới đây. Cuốn này nó được kế thừa của cái cuốn trước đó, đó là cuốn Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho luyện thi TOEIC. Thì cuốn này MC Book và tác giả Nguyễn Anh Đức đã xuất bản cách đây hơn một năm. Và tác giả đã áp dụng cái phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái. Thì sách MC Book và tác giả Nguyễn Anh Đức đã phát triển thêm một cuốn sách theo đúng phương pháp này nhưng mà dành cho chương trình trung học phổ thông. Khi tiếp xúc với phương pháp mới này, nhiều bạn học sinh tỏ ra rất hứng thú bởi cách học tiếng Anh này bám sát vào từng nội dung chuyên đề để học sinh có thể thực hành ngay khi học, từ đó tăng cường vốn từ vựng và thực hành các câu luận một cách tự tin và hiệu quả nhất. Cách học truyền thống trước đây của em khi mà được các cô giáo dạy thì thường ví dụ như là một ngày sẽ cố gắng học từ 10 đến 20 từ, mình sẽ viết vào vở rồi mình tập viết và chỉ học đơn thuần là học giải nghĩa của nó thôi. Nhưng mà khi học với cái phương nhưng mà như thế thì khi mà em nhớ lại khoảng dụ 3 đến 5 ngày sau khi mà em học xong một chủ đề mới thì em chắc chắn là sẽ quên chủ đề cũ rồi vì mình không áp dụng và mình cũng không đặt nó vào một cái gì cả. Nhưng mà với cái phương pháp này thì em thấy rất là hay bởi vì là mình sẽ được đặt nó vào ngữ cảnh này, mình sẽ học một cụm từ chung với nó để khi mà mình cần sử dụng là mình nhớ lại ngữ cảnh, mình nhớ lại những cái cụm từ mà mình đã học thì nó rất là dễ dàng cho em hơn. Việc cho ra đời cuốn sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông quốc gia của nhà sách MC Book sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các em học sinh trung học phổ thông luyện tập bộ môn ngoại ngữ, môn học mà trước đây đã làm khó không ít bạn học sinh.